Sài Gòn Phim dịch cho lòng tiếng và phim Việt Nam phát hành. Trường hồ trực chiêu phá y hê, cục trung bê nêu bị cú tê, cổng sàn chấm sinh nê kêu mê, mê đắc phổ chiêu đại đê. Ngô mê đàm sâu sử trung sinh, cú dâu phiêu phọc vầy kiên mê, trong sân chỉ đòi nê y sư, bác phá chi nê lô hồng y. Lưu sai trung đoạn trường mộng, cô ảnh thiên chỉ thông mê thông. Lưu sai ba, bán sinh hao trun ai mê nồng. Tình nhàn hử đoạn trường lữ,远秋色要退未退。Lưu sai ba,只身往复逐流水。雪影丹心，空山新雨怎遮吻？今朝惜别你一笑，旧生死也独遗恨。风遮吻，芳草野不野恨。Để đối với Mật Nhi, tình thâm nghĩa nặng, chết không hối tiếc. Điều gì huynh cũng có thể nhường nhịn, nhưng mà lần này huynh tuyệt đối không lùi bước. Để cũng vậy, sẽ kiên trì đến cùng, không bao giờ lui. Đại ca, huynh mãi mãi là huynh trưởng mà đệ kính trọng nhất. Thứ kiến, đây cũng là tiểu đệ khiến huynh tự hào nhất. Để thật không ngờ, đại ca và tiểu kiến lại đồng thời phải lòng chân mật, và huynh tuyệt không lùi bước. Đây không bao giờ chịu thua. Nếu như là vậy, cách giải quyết duy nhất là chúng ta tranh giành công bằng. Vậy được rồi, dù kết quả ra sao cũng đừng tổn thương tình cảm huynh đệ giữa chúng ta. Huynh mãi mãi là huynh trưởng mà đệ kính trọng nhất. Đây cũng mãi mãi là tam đệ làm huynh tự hào nhất. Phu Nhi, đại biểu ca. Đại công tử, tại sao mỗi lần muội gặp huynh đều muốn tránh mặt? Làm gì có, chỉ tại muội không thấy huynh thôi. Nếu vậy thì tốt quá, đừng tưởng là huynh không nhìn thấy thì muội nảy sinh quỷ kế làm chuyện xấu. Thật thì là muội không có, mà gần đây muội bận theo tam biểu ca học viết thư pháp. Vậy cũng đúng, thư pháp có thể tu tâm dưỡng tánh, cố gắng lên. Dạ. Đại biểu ca thật là vô lý, khi khổng khi không cũng bị huynh ấy chửi một trận nữa. Tiểu thư à, cô có cảm thấy không, từ vụ lần trước cô sơ ý làm cho chân mật té xuống nước thì đại công tử luôn để ý đến cô. Thì đúng rồi đó, thường ngày tuy đại biểu ca mặt mày lạnh lùng nhưng đâu có câu nào cũng châm chích ta, giống như là sợ ta sẽ hại chân mật nữa vậy. Vậy mà biện phu nhân còn hy vọng đại công tử sẽ đối phó với ả hồ ly tinh. Khoan đã, xưa nay đại biểu ca luôn nói mỹ nhân hại nước, rất muốn giết chân mật mà. Tại sao huynh ấy lại lo lắng nhảy xuống nước cứu ả vậy? Chẳng lẽ... Tại sao như vậy chứ? Thường ngày tử hoàng rất ghét ả chân mật đó mà. Con đã kêu phân phân thám thính rồi. Vì à, đại biểu ca không những thường qua bên Lê Hương Diện chơi, bây giờ tất cả nha hoàng và người hầu trong Tư Không Phủ đều lén bàn luận, nói là đại biểu ca từ ghét dẫn đến yêu chân mật đó. Trời ơi, quả thật là khó tin quá. Đúng rồi đó, sao tôi chưa từng nghe? Ở trước mặt tân đại cô, dĩ nhiên không ai dám nói rồi, bọn không sợ cô chửi hay sao? Thường ngày tử hoàng biết suy nghĩ lắm mà, sao lại để cho con hồ ly đó mê hoặc được? Dì à, dì đừng có tức giận mà. Tam công tử đã là vậy, bây giờ ngay cả đại công tử cũng vậy luôn. Chẳng lẽ con nhỏ đó quả thật là hồ ly tinh quá thân, biết phép yêu? Thì phải rồi đó, ngày xưa tam biểu ca rất mực thương yêu con mà, bây giờ chuyện gì cũng khen ả chân mật đó hết, không muốn nói chuyện với con luôn. Tử kiến thì nó chưa hiểu chuyện đời,
Nhưng thượng ngài tử hoàng biết suy nghĩ nhất, biết nghe lời ta nhất mà. Tại sao lại trở thành như vậy? Á Chân Mật này thiệt là quá đáng hết sức. Chuyện gì ta cũng có thể nhịn, còn liên quan đến con trai của ta thì không được đâu. Trời ơi, nói một câu khó nghe. Nếu như hai vị công tử vì người con gái đó mà tranh giành, không những tạo ra chuyện cười trong thiên hạ, mà lỡ cốt nhục tương tàn thì nguy to rồi. Tào gia chúng ta có được ngày hôm nay, có được không dễ dàng đâu. Ta xin ba đứa con trai, Tử Hoàng, Tử Văn, Tử Kiến đều có sở trường riêng, đều được đại nhân trọng dụng hết. Ta tuyệt đối không chấp nhận có kẻ nào quỷ tào gia của ta, quỷ đời hai hài nhi của ta. Dì à, đừng có tức giận quá. Trời ơi, biết làm gì được nữa. Đại biểu ca và tam biểu ca họ có chân mà. Chẳng lẽ trói họ lại không cho họ đến Lê Hương Viện sao? Phải đó phu nhân à, bà coi bà kìa, làm gì giận dữ vậy? Hai vị công tử rất hiếu thảo, nhất định có cách dạy mà. Cẩn thận đó phu nhân. Mẹ à, mẹ thấy sao rồi? Đã truyền đại phu đến chẩn mạch cho mẹ chứ? Có chẩn mạch hay không cũng vậy thôi. Đại phu đã đến rồi, nhưng phu nhân vẫn không màng ăn uống, lại không ngủ được, lo lắng chuyện này rồi lại lo lắng chuyện kia. Làm sao khỏi bệnh được chứ? Ta đã kêu ngươi đừng nói nữa mà. Mẹ, có chuyện gì không vui cứ nói thẳng với chúng con, để chúng con chia sẻ với mẹ. Phải đó, phu nhân là mẹ của họ, chắc chắn họ sẽ nghe lời phu nhân. Điều mẹ lo lắng buồn phiền, chẳng lẽ ba huynh đệ con không biết sao? Tử Hoàng, con đó từ nhỏ đã yếu đuối bệnh hoài, từ sáng khóc cho đến tối, cả ngày cứ bắt mẹ cõng trên vai, ngồi trên giường, cũng không cho mẹ ngủ nữa. Con biết mẹ đã vất vả rất nhiều. Nói vất vả không bằng nuôi Tử Văn. Giống như con khỉ bị sổng dây vậy, thấy núi thì leo, thấy cây thì trèo, cuối cùng bị té gãy chân. Lần đó vị đại phu nào cũng nói là chân của ngài bị gãy trị không được, chỉ có mẹ của ngài là không cam tâm, trèo đèo vượt núi dẫn ngài đi khắp nơi tìm danh y. Cũng may cuối cùng tìm được một thần y mới có thể trị khỏi cái chân của ngài. Tứ chi cơ thể thuộc về cha mẹ, mẹ hãy an tâm đi, Tử Văn sẽ trân trọng cơ thể của mình. Vậy mới hiếu thảo đó. Còn con nữa đó Tử Kiến, 3 tuổi mà vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, từ sáng đến tối mẹ luôn cầu trời khẩn Phật, đúng là cúi lại thôi trán của mẹ cũng rướm máu. Tam công tử, hôm nay miệng lưỡi của ngài lanh lợi như vậy là nhờ có mẹ của ngài thôi. Dạ có biết rồi. Cha con luôn nam chinh bắc phạt, để một mình mẹ là phụ nữ ở trong nhà, con nói coi tội nghiệp cỡ nào. Chúng con cũng biết mẹ khóc thầm trong đêm, ngậm đắng nuốt cay nuôi chúng con khôn lớn. Bây giờ chúng con đã khôn lớn trưởng thành rồi, nhất định chúng con sẽ hiếu thảo với mẹ mà. Ba vị công tử, nếu thật sự muốn hiếu thảo với phu nhân thì đừng làm những chuyện không vui để cho người tức giận nữa, vậy là được rồi. Bệnh của mẹ do tức giận nảy sinh à? Phải rồi, nếu các ngài thật sự thương yêu phu nhân, vậy sau này các ngài đừng đến Lê Hương Viện nữa. Có người trong Lê Hương Viện chọc giận mẹ sao? Mẹ à, con nghĩ có điều gì hiểu lầm Mật Nhi rồi. Mẹ không muốn nghe nữa. Tử Hoàng, thật ra con có hứa với mẹ sau này không tới gặp ả nữa không? Thì ra mẹ không thích Chân Mật à? Mẹ à, thiệt ra con người của Mật Nhi thông minh, lòng dạ là hiền lành, chỉ cần mẹ chịu dành chút thời gian hòa đồng với cổ, mẹ chắc chắn sẽ chấp nhận cổ thôi. Tử Kiến con, trời trời. Mẹ, phu nhân sao rồi, đừng tức giận. Đại ca Tam đệ, hai người hãy nghe mẹ một lần, bước qua gặp Chân Mật có chuyện gì to tát đâu chứ. Mẹ à, Tử Hoàng biết nên làm gì rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi, cha có chuyện muốn triệu kiến tụi con xin phép về. Tại sao cha không triệu kiến đại vậy? Nhị nhị ca, huynh hãy ở lại đây chăm sóc cho mẹ, con và đại ca về trước, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe. Đại ca, bây giờ đệ thật là yên tâm. Là yên tâm hay là lo lắng? Lúc đầu đệ tưởng mẹ thật sự bị bệnh cho nên lo lắng quá, còn bây giờ đệ biết mẹ chỉ giả bệnh để ép chúng ta bỏ Mật Nhi cho nên đệ mới yên tâm. Thật ra đến giờ trong lòng mẹ vẫn còn một cái gai. Thật ra lúc đầu đại ca cũng có thành kiến với Mật Nhi vậy. Bây giờ huynh cũng đã thay đổi cách nghĩ, cho nên sẽ có một ngày mẹ sẽ chấp nhận Mật Nhi mà thôi. Huynh thì không lạc quan như đệ. Nếu huynh nghĩ vậy thì huynh hãy tiếp tục hiếu thảo với mẹ, nghe lời của mẹ, sau này đừng đến gặp Mật Nhi nữa. Người nên hiếu thảo là đệ mới đúng. Người mẹ yêu thương nhất chính là đệ, cho nên đệ phải nghe lời mẹ, làm mẹ vui mới đúng.
Nhưng đại ca huynh là con trai trưởng của mẹ, và xưa nay mẹ rất tin cậy huynh. Huynh phải làm mẹ vui lòng mới đúng chứ. Huynh không muốn hiếu thảo ngu xuẩn, tại mẹ quá cô chấp, không hiểu lý lẽ thôi. Huynh nói rất đúng. Cho nên bây giờ chúng ta không nên chiều theo ý của mẹ nữa. Để mẹ nguôi giận rồi, chuyện này đã phai nhạt, từ từ sẽ nói lý lẽ với mẹ sau. Đây cũng là cách trong lúc vô phương. Như phu nhân à, mời qua bên đây ngồi đi. Rảnh rỗi phu nhân qua đây chơi là được rồi, không cần đem quà đến cho chúng tôi đâu. Trời ơi, đây là cống phẩm của triều đình ban đó, nên mới đem qua cho mọi người dùng thử thôi. Mận Nhi à, mời qua đây ăn thử mấy trái nho đi, ngọt lắm đó. Như phu nhân thường tặng quà cho tôi không biết nên tặng lại như phu nhân quà gì. Ấu Thuyền. Dạ tiểu thư. Tôi đã thoát cho phu nhân 2 dây đồng tâm như ý, không biết là phu nhân có thích hay không. Dây như ý này dùng đồng tâm như ý đương nhiên là hợp quá rồi. À, trời ơi, thật là hợp với bà đó, như phu nhân. Lần trước tỷ nói dây như ý này thắt rất là dễ thương, thì bây giờ muội lại thắt tặng tỷ. Mật Nhi à, muội thật là tỉ mỉ quá đó. Quan trọng là như phu nhân thích thôi. À, trời, tại sao tay áo của muội lại bị rách hết rồi? Dạ phải ha, không biết là móc rách từ lúc nào. Không sao đâu, lát nữa may vài mũi là được rồi. À, đương nhiên là không được rồi, muội là thượng khách của Tư Không phủ chúng tôi mà, y phục của muội sao có thể chấp giá được chứ. Ấu Thuyền à, lát nữa lấy danh nghĩa của ta tới phủ lấy 2 cây tơ tầm về đây cho tiểu thư may y phục mới nha. Như dạ, vậy ngại lắm như phu nhân. Ờ, à, phải rồi, gần đây khí trời trở mát, tôi nghĩ cả nhà tôi cũng cần phải thay đổi y phục rồi. Nhất là cháu nội của tôi á, Đình Đình nó quả thật là đã đang cao lớn quá rồi đó. Không sao đâu, quả thật con nít lớn nhanh lắm. Lát nữa lấy thêm vài cây qua đây. Thôi thì mọi người đều may thêm một bộ đi ha. Đa tạ như phu nhân. Trời ơi, như phu nhân được khách sáo mà. Phu nhân khách sáo thật đó, ta thích màu tím đó. Dạ phu nhân. Phụ khố. Mẹ à, thật là ngại quá. Là tấm lòng của Như phu nhân, chúng ta không lấy mới là ngại đó con. Nhưng cũng không cần một lần lấy nhiều như vậy. Phu nhân à, phu nhân à, chờ con với. Trời, ngươi đúng là lôi thôi đó. Nè, ta dẫn đường cho ngươi nhìn kỹ đó nha. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, chết rồi. Lão xin lỗi, ngài đã không sao giờ hết trơn rồi. Hồ có sự, ông không sao chứ? À, Tam công tử à, cũng may yên ngựa không hề bị trầy xước gì, vẫn còn nguyên như cũ. À, xin ngài đừng bao giờ bẩm báo lại đại nhân, tôi lập tức sai người làm lại một cái hộp khác liền. Hồ khó xử, ông ấy chuyên môn quản lý cái yên ngựa cho cha, mỗi ngày ngoại trừ đem nó ra phơi nắng và lau bụi, những thời gian còn lại sẽ đặt cái yên ngựa đó vào trong cái hộp gỗ đề phòng bị hư. Nhất định cái yên ngựa này không phải là tâm thương. Thật ra ngoại trừ người đại ca Tào Phôi ra, ta còn có một trưởng huynh, huynh ấy tên là Tào Ngang. Năm xưa cha lãnh binh đại chiến nghịch tặc Trương Tú, quân ta bị tập kích. Tào Ngang vì trưởng huynh của ta, huynh ấy vì hộ tống cho cha bỏ chạy, đã nhường con ngựa của mình cho cha. Còn huynh ấy thì tự chiến xa trường. Sau đó chúng tôi không muốn cha đau lòng nữa, đã coi Tào Phôi là trưởng huynh, không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Coi ra con ngựa năm xưa đã cứu cha huynh, yên ngựa của nó chính là yên ngựa mà bây giờ Hồ Khố Sử canh giữ. Cái yên ngựa đó đã cùng Tào Ngang đại ca của ta chinh chiến rất nhiều năm. Cái chết của đại ca ta, cha ta vô cùng đau lòng, cho nên đã cất giữ cái yên ngựa đó y như là báu vật vậy. Thì ra cái yên ngựa đó có ý nghĩa trọng đại như vậy. Khó trách vừa rồi Hồ Khố Sử lo lắng. Hồ Khố Sử đã theo cha nhiều năm, tận trung tròn trách nhiệm, chuyện gì cũng không lơ là, rất được cha tín nhiệm. Cũng tại mẹ của tôi bất cẩn gây ra quả. Nếu như lần này có chuyện gì... Cô không cần ăn năn, chỉ cần cô mua một cái hộp gỗ mới cho ông ấy, vậy là được rồi. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi tìm thợ. Hồ Khố Sử! Hồ Khố Sử! Có chuyện gì từ từ nói, mau lên xuống đi. Sao công tử đừng có căng cản tiểu nhân mà, trước sau gì cái mạng già của tôi cũng không có giữ được đâu. Ông nhìn nè, ta công tử cho cô nương đối với ông tốt ghê chưa? Là cái hộp gỗ mới cho ông rồi nè. Đáng tiếc là buồn rồi, mọi chuyện quá buồn rồi. Mọi người nhìn nè, yên ngựa của Tư Không đẩy chứ. Hèn gì ông nói chết chắc, tôi sợ ông chết 10 lần cũng không có đủ để chết đó. Kính quy. Tiểu nhân không có đúng, tiểu nhân có lỗi với Tư Không đại nhân. Tiểu nhân chỉ muốn dùng cái chết để tạ tội thôi. Cũng tại mẹ tôi không tốt, nhất thời sơ ý gây ra quả. Hãy để tôi đi gặp Tư Không đại nhân. Vô dụng thôi, nếu như cha muốn giáng tội, vẫn giáng tội cho Hồ Khố Sử.
Tự kiến hay quá. Cha đang đọc tác phẩm mới của con đó. Hả? Tự kiến à? Chuyện gì vậy? Hài nhi quản lý không kỹ, làm cho cẩm bào mà hoàng thượng ngự ban đã bị chuột cắn. Hả? Lũ chuột trong phủ dám ngông cuồng như vậy sao? Hài nhi đã dùng vải gói cẩm bào lại rồi mới để vào trong hộp gỗ, còn căn dặn chính quy ngày đêm mở ra phơi nắng. Đáng tiếc vẫn không thể thoát khỏi lũ chuột. Hài nhi tự biết đã gây ra đại họa. Khẩn xin cha, xin hoàng thượng tha tội cho hài nhi, mong được xử nhẹ tội. Tự kiến con đứng lên đi. Lúc nãy con nói là cẩm bào này bị rách là do lũ chuột cắn. Kẻ đáng xử tội đương nhiên là lũ chuột rồi. Hoàng thượng là người hiểu lý lẽ, sao trách tội con được chứ? Nhưng mà cẩm bào do hoàng thượng ngự ban vô cùng quý giá, bây giờ bị chuột làm hư sẽ có điểm không lành đó cha. Hài nhi khẩn xin cha gần đây lơ là hình phạt để tích phước giảm nặng. Tuy rằng không nên tin mấy chuyện quỷ thần, nhưng hiếm có là con có tấm lòng hướng thiện. Được rồi, cha hứa với con không động hình phạt. Cha nói vậy hài nhi yên tâm rồi. Đại nhân, hồ có sử cầu kiến. Tiểu trừ không kêu đại nhân. Hồ cố xử. Tiểu trần đang chết, phụ lòng chờ cậy của đại nhân. Tiểu trần đã vô cùng cẩn thận dùng giấy gấm gói yên ngựa lại rồi, sau đó mới bỏ vào trong hộp gỗ, mỗi ngày đều đem ra lau chùi phơi nắng. Nhưng mà cuối cùng không thể tránh khỏi lũ chuột bị chúng cắn rách, xin đại nhân giáng tội. Chuột. Sở dĩ con nói không động hình phạt thì ra ý là như vậy. Cha nhất ngôn cửu đỉnh, khoan dung đại lượng, nhất định vui vẻ tích thiện giải nạn kiếp. Hồ khổ sử, tiểu nhân biết tội rồi, mong đại nhân khai ân. Lần này ta niệm tình là lũ chuột gây ra, hơn nữa ông cũng mới phạm lần đầu, ta tha tội cho ông đó. Nhưng mà sau này ông phải quản lý cái yên ngựa này cẩn thận, phải vô cùng tỉnh táo bảo vệ, bởi vì tam công tử đã không còn cẩm bào để xin tội cho ông nữa đó. Tạ ơn điếu của đại nhân. Tạ tam công tử. Lùi ra đi. Dạ. Hài nhi đã tạ cha. Cha đã đọc bài bạch mã của con là biết con có lòng độ lượng hơn người. Một cái yên ngựa là chứng minh được con có tấm lòng nhân đức, coi như là xứng đáng. Cái lỗ trên cẩm bào của tam công tử nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Vừa phải chọn đúng màu sắc, lại phải chọn đúng cỡ, thiệt nhức đầu quá à. Chuyện cứu hồ khí sử nhức đầu như vậy tam công tử cũng còn làm được. Bây giờ việc của chúng ta chỉ là việc nhỏ nhặt thôi mà. Tam công tử đúng là người tốt. Thực ra muội cũng muốn tặng quà cho ngày ấy, đa tạ ngài ấy quan tâm đến vết thương của muội. Hay là muội thêm một cái túi tặng cho ngài ấy. Mật tỷ à, đi hãy giúp muội coi ngài ấy thích hoa văn nào đi. Cũng được, ta cho rằng thanh nhã một chút sẽ đẹp hơn. Hai vị tự nhiên chọn đi. Kiểu dáng này rất thích hợp với cẩm bào của ngài ấy. Phải ha. Tam công tử với thân phận công tử và đối với người hầu có tấm lòng quan tâm độ lượng, thật là hiếm có phải không? Đúng vậy, giống như chuyện hồ khố sử vậy đó. Tỷ nghĩ ngoại trừ tam công tử ra không ai tình nguyện mạo hiểm lớn như vậy đâu. Tránh ra đi. Cho tôi với táo đi. Có đâu, đi đây. Bà bố đi 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 bà. Cho tôi xin với táo đi mà không có. Trời, tôi không có, làm ơn cho tôi mà. Bởi vì chiến loạn là có rất nhiều người không nhà cửa, rồi cộng thêm nước sông dâng ngập, có rất nhiều ruộng đồng đã bị ngập hết. Còn Nghiệp Thành lại là nơi tương đối yên ổn, cho nên họ mới ùn ùn kéo tới đây. Họ thật là tội. Làm ơn cho tôi đi bà. Đánh ra đi. Trời, làm ơn đi mà. Cho chút ít thôi. Đánh ra đi mà. Cho chút ít thôi mà. Làm ơn bố thấy vậy tôi đi mà. Cho tôi này. Làm ơn cho tôi đi mà. Dạ, làm ơn. Mọi người đừng có giành mà. Nhất định mọi người đều có. Đa tạ. Làm xong việc thiện, trong lòng cũng vui vẻ hơn đó. Có thể giúp được người ta là một hồng phước. Ngân lượng của chúng tôi đã phát hết rồi, quên đi đi. Chúng ta đi thôi.
còn đi theo nữa. Quỳnh to lớn khỏe mạnh, làm ơn đi tìm việc làm đi. Đi thôi. Sao vậy? Nghe được cái thông tin, Quỳnh muốn gì chúng tôi cũng cho Quỳnh hết. Người muốn gì đây? Người trả cái chân cho ta. Trả cái chân cho ta đi. Trả lại cho ta. Cẩn thận đó Hoàng Hoàng. Cẩn thận đó Hoàng Hoàng. Cẩn thận đó. Thủ tặc tội gạt chấp đánh người. Quang Quang, Quang Quang, buổi sao rồi? Quang Quang, Quang Quang, đưa cổ về nhà đi. Trời, 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 ông làm gì vậy? Làm tôi hết hồn à. Làm gì sợ dữ vậy? Làm chuyện xấu xa gì phải không? Ông điên rồi sao? Tôi thấy dạo này phu nhân yếu bóng vía, cố tình ra đây mua cái chồng chóng cho phu nhân chuyển giận mà. Bà cũng không nặng bóng vía vậy đâu. Đeo vàng vòng đầy tay, có chừng bị chặt tay đó. Chúng ta là người của Tư Không Phủ, kẻ nào to gan chứ? Bọn chúng có biết bà là ai đâu hả? Những kẻ tị nạn xong vào đây hung hăng cuồng bạo lắm nè. Mới hồi nãy thôi bà, cô Chân Mật và Hoàng Hoàng bị dân tị nạn ăn cướp. Trời, ông trời mở mắt rồi. Nhà hai con đó gãy chân hay là gãy tay, cướp tiền hay là cướp sắt, có bị người ta làm quỷ dung trang không? Nhìn bộ mặt mát ruột khó ưa của bà kìa. Nhưng thật là trùng hợp nha, vị công tử đi ngang đó cứu họ rồi. Vị công tử? Ừ, nghe nói tên cướp bỏ chạy rồi. Hai cô gái đó không có chuyện gì trầm trọng, nhưng mà Hoàng Hoàng thì có bị thương chút xíu. Trời ơi, đúng là ông trời không có mắt mà. Nè, ông làm gì vậy? Nè nè nè, chuyện này không có liên quan tới bà chứ? Liên quan cái đầu ông đó. Bây giờ tôi đang tức giùm phu nhân, ngay cả ông trời cũng không thu phục hai đứa nó. Vậy tôi bớt sợ rồi. Bà biết đó, vụ này đã kinh động đến nhị công tử, tam công tử, đối với Chân Mật tốt biết mấy đó. Còn nữa nha, đại công tử và đại nhân cũng quan tâm cổ lắm mà. Nếu như tên cướp đó bị người ta tìm ra được, chắc chắn sẽ bị lột da xẻo thịt luôn. Làm như là lột da xẻo thịt ông vậy? Sao sợ quá vậy? Về đi. Đại nhân mời. Ừ. Ý, đại công tử, bộ ngài cũng tới thăm Mật Nhi đó hả? Chưa. Bộ ngài cũng biết tin Mật Nhi bị cướp hay sao? Tất cả mọi người trong phủ đều bàn tán về chuyện này. Ở vùng đất mà ta cai quản, không ngờ là xảy ra chuyện như vậy. Đồng thời người bị hại lại là Mật Nhi. Hai vị, dạ mời. Vết thương của cô còn đau không? Hai vị cẩn thận đó. Cha, đại ca, hai người cũng đến à? Cẩn thận nha. Mật Nhi có kiến Tư Không đại nhân, đại công tử. Đại nhân, đại công tử tới thăm Mật Nhi, chúng tôi thật là hổ thẹn không dám nhận. Không cần đa lễ. Mật Nhi, vết thương của cô không có gì chứ? Đại phu nói sao rồi? Chỉ là chút xíu vết thương ngoài da, Hoàng Hoàng thì nghiêm trọng hơn, phải nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian. Cha, cũng may lúc đó có nhị ca đi ngang, nếu không thì hậu quả không dám tưởng tượng được. Trời ơi. Đại nhân mời thượng tòa. Ấu Thuyền à, chuẩn bị trà. Lỗi trà ngon nhất đó. Phải chứ, tiểu thư, cô có nhận ra diện mạo của tên hung đồ không? Lúc đó rất hỗn loạn, chỉ thấy mặt mày hắn rất hung dữ, thực chất không có gì đặc biệt so với những dân tị nạn khác. Con hãy suy nghĩ kỹ đi, không thể nào bỏ qua cho hạng người này đâu. Chân lão phu nhân xin bà hãy an tâm. Vì Mật Nhi, vì nghiệp thành, ta nhất định sẽ trừng trị bọn hung đồ này một cách thật nghiêm ngặt. Đề phòng sau này sẽ có những chuyện tương tự như vậy xảy ra, ta sẽ đuổi hết tất cả dân tị nạn rời khỏi nghiệp thành. Khẩn xin đại nhân khoan dung độ lượng, đừng đuổi những người dân tị nạn rời khỏi nghiệp thành. Hả? Cô còn xin cho bọn dân tị nạn đó sao? Đây chỉ là chuyện cá biệt thôi. Những người dân tị nạn này chịu không nổi khổ chiến tranh, lại gặp phải nạn lũ lụt, đã mất hết nhà cửa, đáng thương lắm rồi. Thật tình Chân Mật không nhẫn tâm, nhìn thấy họ ngay cả nơi nương tựa cuối cùng cũng không còn. Ta hiểu là cô không muốn liên lụy đến những người vô tội, nhưng mà tấm lòng hiền từ của cô chỉ làm cho chúng càng long hành. Nhưng mà nghiêm ngặt quá e rằng tác dụng sẽ ngược lại, sẽ làm tổn hại đến tiếng tâm nhân đức của cha.
Hai con nói mỗi người đều có lý lẽ riêng, nhưng mà bây giờ điều cần thiết nhất là phải bắt được tên hung đồ đó. Còn vấn đề của dân tị nạn, để mặt sau này sẽ bàn tính kỹ lại đi. Đại nhân, vừa rồi Hạ Quan từ Hứa Đô đến đây đã nhìn thấy dân tị nạn hành khất gây sự. Chuyện dân tị nạn lần này nếu không kịp thời xử lý, hậu quả sẽ khó lường. Theo ý của Hạ Quan, tốt hơn đuổi họ ra khỏi thành, như vậy mới là thượng sách, có lý lắm. Đại nhân, chuyện đuổi dân tị nạn hãy giao cho tiểu nhân thi hành đi. Nhưng mà số người dân tị nạn rất nhiều, nếu như đuổi đi e rằng sẽ tạo thành hỗn loạn và hốt hoảng. Hơn nữa, dân tị nạn ở Nghiệp Thành còn có thể nhờ vào hành khất. Nếu như đuổi họ ra khỏi thành, sống ở những nơi hoang dã, sợ rằng một số người sẽ đói chết giữa rừng núi hoang sơ này. Dần nhược ý của ông lão phu đã hiểu rồi. Nếu như ngoại thành sát phơi khắp nơi cũng sẽ làm cho lòng dân hoang mang. Vậy hay là chúng ta hãy bắt dân tị nạn làm dân phu, rồi phái họ đi đắp để đầu sông, dẫn nước vào làm hồ quyện võ. Như vậy họ có thể ở lại, chúng ta lại có thể đủ nhân lực đại hưng thổ mộc. Sáng kiến của đại công tử đúng là nhất cử tam tiện đó. Một, có thể đề phòng đây sẽ dở một lần nữa. Hai, có thể làm cho dân tị nạn có con đường mưu sinh an phận thủ tường, đề phòng dân biến. Ba, có thể xây hồ luyện tập thủy sư để tiện việc mai sau xu quân Nam Hạ và Đông Ngô quyết chiến xa trường. Lợi hại. Đại ca, sách lược của huynh suy nghĩ quả thật chu đáo. Đại nhân, cái sách tuyệt vời của đại ca có thể thực hành được đó. Nhưng số dân tị nạn này hỗn loạn phức tạp, Tử Hoàng còn phải rất chú ý, không thể lơ là sơ sót. Tử Hoàng biết rồi. Nam có thể đi đắp đê đào hồ, ai mạnh khỏe còn có thể đi tòng quân được, nhưng phụ nữ làm sao mà xử lý đây? Vậy thì phải tận dụng thật tốt sở trường của họ. Đại nhân, có thể để họ đảm nhận chức vụ đầu bếp, giải quyết vấn đề ăn uống của dân phu. Còn nữa, chúng ta có thể kêu họ nuôi tầm lấy tơ đi dịch giải, làm cho Nghiệp Thành càng trù phú, ngày càng phồn vinh, có thể định cơ nghiệp hưng thịnh trăm năm. Quả thật tử kiến có tầm nhìn xa. Nam có việc, nữ có việc, mạnh ai nấy làm, mỗi người một sở trường. Đây mới là điều kiện đầu tiên để làm thiên hạ đại định. Quả thật là tuyệt diệu đó. Được, hãy làm theo ý của tử kiến đi, hả? Tạ ơn đại nhân. Đề nghị này của đại công tử đúng là công đức vô lượng, có thể cứu vớt được sinh mạng của rất nhiều người. Thật tình Mật Nhi phải thay mặt dân tị nạn đa tạ đại công tử. Mật Nhi có thể cầu xin cho dân tị nạn đại phát thiện tâm, sao ta có thể không rung động? Ngài là người làm việc lớn, lòng nhân ái chỉ để trong lòng, không dễ dàng bộc lộ. Cô nghĩ vậy thật à? Ngài biết là xưa nay tôi không thích nói những câu không thật. Mật Nhi, những người khác đối xử lạnh lùng với ta không sao, nhưng mà chỉ cần cô nói một câu là đã hơn người ta nói 10 câu, 100 câu. À phải, sắc mặt cô không được tốt lắm, có phải hốt hoảng quá không ngủ được không? Tôi không sao, chỉ lo lắng cho Hoàng Hoàng thôi. Đại ca, huynh cũng ở đây à? Như đệ. Nhị công tử. Trần tiểu thư, tôi tới thăm vết thương của Hoàng Hoàng. Đa tạ nhị công tử quan tâm, Hoàng Hoàng đã nghỉ ngơi vài ngày, bây giờ đã khỏe, mời đi theo tôi. Hoàng Hoàng đang bị thương, không thể xuống giường tĩnh an như vị công tử, xin như vị công tử thứ lỗi. Đừng khách sáo, chưa bao giờ tôi gặp một cô gái dũng cảm như cô vậy. Nhị công tử đừng cười tôi mà, thật ra mọi chuyện đều do hoàn cảnh đưa đẩy. Ngày xưa khi lưu lạc ngoài đường, nếu mình lùi bước, người ta sẽ càng hiếp đáp mình. Chuyện gì cũng phải nhờ vào bản thân, như vậy mới không bị chết đói. Thì ra cô từng trải như vậy, đúng rồi, làm người phải nhờ vào bản thân. À, thật tình phải đa tạ nhị công tử giúp tôi lượm lại cây trâm này, là mật tỷ tặng cho tôi đó, tôi không thể làm mất nó. Mùi thật là khờ. Thật chút thật là xui xẻo, không giật được cây trâm, xém chút còn bị cô đánh chết nữa. Nhưng kỹ kỹ cũng có chút kỳ lạ, hình như tên cướp đó không phải cướp của, mà là muốn quỷ nhung nhang của tôi. Không lẽ chuyện này không đơn giản chỉ là cướp giật? Vậy tuyệt đối không được bỏ qua dễ dàng. Hai cô hãy từ từ suy nghĩ kỹ, thật ra tình hình lúc đó là như thế nào. À, tôi nhớ ra rồi. Khi tên cướp cầm con dao định đâm tôi nhìn thấy chỗ này trên tay của hắn có một dấu bớt đen rất lớn. Tên gì? Trương Tam, đăng ký. Vào trong đi. Đại ca, lấy con nãy giờ có phát hiện được gì không? Kiên nhẫn chờ đi. Ha, tuyển chọn dân phu hả? Thể chất của huynh được lắm, không cần làm dân phu,
Quynh đi báo cáo đầu quân nhập ngũ có chịu không? Tương đại cô, bà tưởng tôi không muốn trốn hả? Không ngân lượng kêu tôi đi đâu được chứ? Chúng tôi đã hẹn xong việc chờ tới bước thành hoàng rồi mà, nhưng mà tôi không thấy bà tới. Ngươi đó còn dám nói? Ta chỉ kêu ngươi rạch nát gương mặt của con nhỏ đó thôi, vậy mà ngươi làm không được. Ta đâu có biết là ngươi có bị người ta bắt rồi liên lụy đến ta hay không. Còn nữa nha, tốt hơn hết là ngươi nên chạy càng xa càng tốt, sau này đừng có để ta gặp ngươi tại Nghiệp Thành nữa. Đôi mắt của đại công tử á, nhìn một cái đã biết tình như tị nạn đó có vấn đề rồi. Sau đó thì sao? Sau đó lôi hắn về tra hỏi. Sau khi tra hỏi rồi ha, thì ra hắn tên là Trần Tiêu đó. Nói y như là thật vậy. Quỳnh đó chỉ nghe Kính Hiền kể lại thôi, phải không Kính Hiền? Tôi cũng không biết đó sao. Tại đại công tử nhìn thấy hắn có một dấu vết cổ tay nên đòi bắt y về tra khảo nghiêm ngặt á. Tra khảo nó sao? Tra khảo ra sao tôi không thể nói được, tóm lại là chết chắc rồi. Phu nhân, mỗi khi trời trở lạnh, phu nhân thường đau nhức khắp người. Tôi đã ngâm 2 tỉnh rượu đu đủ xương hổ, cho dù là khó uống cách mấy, phu nhân cũng phải uống hết. Còn nữa, khi sai Nguyễn Dung lựa Tổ Yến, nhớ lựa sạch chút. Làm gì vậy? Bộ ngươi phải về quê à? Dạ không phải. Không phải, ngươi nói cho ta nghe để làm gì? Những chuyện này thường ngày ngươi làm quen rồi mà. Làm sao vậy? Phu nhân, tôi có lỗi với phu nhân. E rằng sau này tôi không thể hầu hạ phu nhân được nữa. Thật ra đã xảy ra chuyện gì hả? Gần đây tôi thấy phu nhân về chuyện của Chân Mật, ăn không ngon, ngủ không ngon, tức là đánh ngã bệnh. Tôi không nhẫn tâm, cho nên tôi... Chuyện Chân Mật bị người ta đả kích là ngươi sai người làm à? Trời ơi, ngươi thiệt tình. Đúng ra là tôi sai người giả đò ăn cướp, thừa dịp rạch nát gương mặt của ả để ả không thể mê hoặc hai vị công tử, làm cho phu nhân tức giận. Nhưng mà tôi không sao ngờ được, đại công tử biết rồi, tình cướp đó còn bị ngã bắt giữ. Coi ra chuyện này không thể che giấu được nữa. Tại sao ngươi không bàn tính kỹ lưỡng với ta rồi mới làm chứ? Tôi cũng muốn phu nhân lo lắng. Chuyện này phu nhân hoàn toàn không hay biết. Cho dù là có chuyện gì cũng là chuyện của một mình tân đại cô này. Tôi không liên lụy đến phu nhân đâu. Phu nhân, đại công tử và tam công tử cầu kiến. Mẹ. Cuối cùng hai con đã chịu đến tìm mẹ rồi sao? Mẹ còn tưởng hai con đã quên người mẹ này rồi chứ. Mẹ à, chúng con tới là muốn gặp tân đại cô hỏi rõ bà ấy một chuyện. Có gì cứ hỏi mẹ đi. Mẹ à, chuyện này không phải tầm thường đâu mẹ. Tân đại cô là nha hoàn theo mẹ xuất giá, bà ấy đã theo mẹ 20 mấy năm rồi. Chuyện của bà ấy tức là chuyện của mẹ. Ý của mẹ có nghĩa là từ đầu mẹ đã biết tân đại cô tự tung tự tác, đã phạm tội tày trời rồi. Con thiệt là to gan quá, con dám nghĩ mẹ như vậy hả? Mẹ nói như vậy thì con và đại ca để yên tâm. Chúng con cũng biết mẹ không làm ra những chuyện độc ác hại người. Độc ác hại người là sao? Chẳng qua Chân Mật chỉ bị hốt hoảng chút xíu thôi mà, vậy mà gọi là độc ác hại người à? Mẹ à, còn chưa nói là chuyện gì thì mẹ đã biết là chuyện Chân Mật bị người ta đả kích à? Mẹ à, mẹ không cần suy đoán lung tung nữa. Mẹ không hề hay biết gì hết, nhưng mà tân đại cô làm việc cho mẹ thì con cứ coi như mẹ làm đi. Mẹ à, nếu như để chuyện này cho cha biết được chắc chắn sẽ trừng trị nghiêm nhặt. Hơn nữa tội của tân đại cô rất đáng trách, tại sao mẹ lại phải bao che? Tân đại cô là người của mẹ, nếu như đại nhân muốn trừng phạt thì kêu đại nhân trừng phạt mẹ đi. Hà tất phải làm vậy? Lỡ như giấy không thể gói được lửa. Giấy không thể gói được lửa là sao? Làm tròn đạo hiếu còn phải thay mẹ giải quyết cho xong, giấy nhất định có thể gói được lửa. Tân đại cô à, chuyện này đã kết thúc rồi, mau đa tạ đại công tử và tam công tử đi.
đa tạ đại công tử, Tam công tử. Cái bà quỷ sứ này, tôi là tướng công của bà, ngay cả tôi bà cũng gạt luôn. Thì tôi sợ ông nhát gan không thể hù dọa được. Là tôi làm thì sao chứ? Ai biểu là tôi có phu nhân chống lưng giùm, hai vị công tử còn không làm gì được tôi. Phải, nhưng mà bà đừng có bài vẽ nhiều trò nữa. Nếu như mà phu nhân không đấu lại ả họ Chân, trong lúc tức giận bỏ về Hứa Đô, vì chúng ta không thể ở lại Nghiệp Thành được nữa. Ở đây có rất nhiều lợi ích, ông nỡ bỏ đi sao? Còn nữa nha, lỡ như ả họ Chân làm được ái tiếp của đại nhân, chúng ta thật sự không còn chỗ đứng đó. Chiêu này gọi là thiên hạ thủ di cường đó. Rất có lý, rất có lý. Đương nhiên rồi, con hồ ly tinh họ Chân muốn đấu với tôi hả? Tôi khinh. Trời ơi, ai mà không biết điều vậy? Tân đại cô à, tôi không đại nhân triệu kêu bà lập tức đến thánh đường đó. Tham kiến đại nhân. Ta muốn hỏi mấy người, thật ra mấy người có coi ta là chủ của một gia đình hay không? Xảy ra chuyện lớn như vậy, không ngờ chẳng ai đến nói với ta một tiếng. Ta thật không ngờ trong Tư Không phủ này thật sự có kẻ muốn một tay che trời. Phái Từ Hoàng dẫn tên được cho là hung thủ Trần Tiêu đến một nơi không có ai để xử lý một cách âm thầm, tưởng có thể chết không đối chứng. Cũng may Hạ Hầu Nguyên thừa lệnh của ta đuổi theo đã kịp thời ngăn cản. Bây giờ tên được cho là hung thủ đang bị giam cầm trong ngục. Ta hỏi một lần nữa, ai có thể nói cho ta biết thật ra là chuyện gì hay không? Cha, Từ Hoàng do Tử Hoàng phái đi, bởi vì Tử Hoàng cho rằng Trần Tiêu chỉ muốn cướp của Hoàng Hoàng và Mật Nhi, chuyện nhỏ vậy có thể tự mình xử lý, cho nên mới không dự định làm phiền đến cha thôi. Còn tự mình xử lý ra sao? Giết người diệt khẩu, quỷ thị diệt tích, bao che lẫn nhau, giấu trên bình dưới. Còn coi nơi này là nơi đâu vậy? Còn coi Tào Mạnh Đức này là ai hả? Ta đã biết tất cả rồi, hung thủ thật sự vẫn còn tại nơi này. Đại nhân khai ân, đại nhân tha tội. Hả? Cẩu Đô Tài này, ngươi nhận rồi sao? Nếu không phải hôm đó Đỗ Quyên nhìn thấy ngươi kéo Trần Tiêu vào con hẻm nhỏ, sau đó Trần Tiêu lại bị Tử Hoàng bắt đi, cảm thấy chuyện có vấn đề, do Như Ý dẫn nó đến bẩm báo với ta, thì ta vẫn còn bị mấy người qua mặt rồi. Đây gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát đó Tân đại cô. Là tiểu nhân nhất thời hồ đồ, tiểu nhân biết lỗi rồi. Đương nhiên là cẩu nô tài ngươi nhất thời hồ đồ rồi, với tính tình hiền lương của tỷ tỷ xưa nay chắc chắn sẽ không biết đâu. Nếu như biết thì làm sao cho ngươi làm ra chuyện thất đức như vậy chứ? Thật ra trong phủ còn che giấu ta bao nhiêu chuyện nữa. Lần trước Mật Nhi cúng tế Diên Hy, chuyện vui đụng chuyện buồn đã bị đánh, không ngờ chẳng ai bẩm báo với ta. Ta tưởng chuyện đó đã qua rồi thì không truy cứu nữa, bỏ qua một lần cho ngươi một cơ hội. Thật không ngờ gì vậy mà làm cho lá gan chó của ngươi to hơn. Đại nhân à, từ ngày thọ thần của phu nhân, chuyện vui đụng chuyện buồn đến nay thì phu nhân luôn ngã bệnh nằm trên giường, cho nên tiểu nhân mới cho rằng Chân Mật là khắc tinh của phu nhân. Thật là hoang đường. Ngươi đã thừa nhận đã hãm hại Chân Mật rồi, hãy kể hết mọi chuyện ra đi. Tân quản sự, tại sao vẫn còn ở đây vậy? Vừa rồi Kính Quy đi khắp nơi tìm ông, quên nấy nói Tư Không đại nhân muốn gặp ông. Hả? Vậy mà tôi còn tưởng là ông đã ra ngoài rồi, kêu họ đi chỗ khác tìm đó. Tuyệt đối đừng nói tôi ở đây. Phải rồi, tiểu thư của cô về chưa vậy? Tiểu thư hả? Tiểu thư đã đi dân hương với phu nhân rồi, tôi không biết chừng nào cô mới về. Tôi không nói với ông nữa, tôi đi làm việc. Chờ, có ra sao cũng phải chờ, chờ để cứu khổ. Quả thật tiểu nhân chỉ muốn cho người hù dọa Chân tiểu thư, ép cổ rời khỏi Nghiệp Thành, thật tình không muốn lấy mạng cổ đâu, không ác độc vậy. Ngươi không cần nguyên biện cho tội lỗi của mình nữa, tên cường độ đã khai báo tất cả rồi. Ngươi có biết rằng quỷ dung nhan của một cô gái càng tội ác tại trời hơn so với lấy sinh mạng người ta không? Như vậy đúng là sống chi bằng chết. Ta từng tam lệnh ngũ thần cảnh cáo tất cả mọi người không được làm hại Mật Nhi và người của Chân gia. Tình cẩu đô tài này không ngờ không coi ta ra gì, tái phạm nhiều lần. Nếu như lần này ta dễ dãi với người,
thì sự oai nghi của ta còn đâu nữa. Xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng. Ngươi làm vậy thật là hồ đồ quá đi. Ta đã nói là chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Không biết người bị ma nhập hay sao, hay là lương tâm bị đánh mất, dám làm chuyện lớn như vậy. Phu nhân à, thật tình tiểu nhân biết lỗi rồi. Đại nhân à, thế còn biết là không thể binh vực bà ấy. Phu nhân à, nếu như bà còn xin tội cho bà ấy thì bà đừng có nói nữa. Gia có gia quy, nếu như chuyện lớn như vậy mà cũng dễ dàng bỏ qua thì sau này tỷ tỷ làm sao quản lý trên dưới trong phủ được chứ. Xưa nay Tần đại cô đã cố gắng hết sức giúp đỡ thiếp quản lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, thiếp mới có thể an lòng chăm sóc cho ba huynh đệ tử hoàng. Hôm nay danh tiếng của Tào gia chúng ta hiển hách, quả thật không phải là dễ dàng đâu đại nhân. Nỗi khổ của phu nhân lão phu hiểu rất rõ, nhưng mà sự tận trung của tên cẩu nô tài này còn rất nhiều người có thể chia sẻ với phu nhân. Đại nhân bên ngoài chinh chiến nhiều năm, sự vất vả chịu đựng của Tân đại cô và thiếp quả thật không sao diễn tả hết. Bây giờ các con đã khôn lớn rồi, thiếp không còn bận tâm gì nữa. Nếu đại nhân thật sự phải định tội Tân đại cô thì hãy xử tội thiếp trước đi. Mẹ. Được, được, sẽ làm theo ý bà, xử lý một thể. Cha, cha, xin cha hãy nương tay, niệm tình bỏ qua, tha tội cho mẹ. Nè, nếu nhà không thể trị, làm sao trị gì thiên hạ? Ác phải trừng trị, lỗi phải chịu tội. Lần này, ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho Tân đại cô. Nếu mẹ có một mực đòi bao che, nhất định phải chịu phạt. Cha, cha. Xin tôi không đại nhân suy xét lại. Chân mật tự biết không nên xông vào chính đường, nhưng dù sao chuyện này cũng là do tôi mà ra, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hy vọng là tôi không đại nhân thứ tội. À, Mật Nhi không cần lo lắng đâu. Người quyết định chấp pháp là ta. Nếu sau này có kẻ nào về chuyện này mà làm khó cô, tức là muốn đối nghịch với ta. Đại nhân, từ khi chân mật vào phủ đến nay, trong thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng có rất nhiều sự hiểu lầm không giải thích được. Nếu như vì chân mật mà tổn hại đến Tần đại cô hay những người khác, chân mật sẽ rơi rớt suốt cuộc đời. Huống chi bây giờ chân mật không có chuyện gì, hơn nữa tội của Tần đại cô cũng không đáng chết. Hy vọng đại nhân hiểu thấu tấm lòng của chân mật, rút lại mệnh lệnh, khẩn cầu đại nhân chấp nhận. Xin đại nhân khai ân. Đại nhân à, Mật Nhi có thể lấy đức báo oán thật là quý quá, ngài hãy cho cổ được toại nguyện tha tội cho Tân đại cô và phu nhân đi. À, cá khen cầu lấy đức báo oán, Mật Nhi có tấm lòng nhân hậu như vậy thật là quý quá. Được, ta sẽ miễn tội chết cho bà ta. Tạ đại nhân, đa tạ đại nhân khai ân. Nè, người khoan mừng vội đã. Tội chết có thể tha, tội sống khó tha. Ta phạt người chịu 30 trượng. Người đâu? Dạ. À, xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng, xin tha mạng, xin tha mạng. Chẳng hồ tích chiêu phá y hi, 乱世中断长梦。